이빨 치료 기간에 뭐 충분하게 서로 그 연락을 해서 일정에 맞춰서 와서 치료했고요. 그 다음에 의사 선생님이 너무 친절한 점이 너무 좋았습니다. Khi mà trong cái thời gian điều trị chữa trị ở đây thì bác sĩ rất chi là thân thiện, và đội ngũ tư vấn ấy họ cũng gọi điện hỏi hỏi thăm thường xuyên. "나는 이름은 김영만입니다. 거산비나에서 근무하고 있습니다. 나이는 61살입니다. Bác tên là Kim Nhung Man, năm nay bác 62 tuổi. Hiện tại thì bác đang làm việc ở tại công ty Keo San Vina trên Hiệp Hòa. Cứ chờ này, 저기 여기 오기 전에 치과 이가 좀 어떻게 문제 있어요? 이빨이 많이 흔들리고 이빨이 빠져 있는 경우도 있었고 이빨이 시려서 여기 와서 치료받았습니다. Lúc trước khi mà bác có đến đây ấy, thì là tình trạng răng của bác nó lung lay rất là nhiều, và tình trạng ê buốt ấy nó rất là nhiều. Cứ chiro tông an ấy, cứ xa sân xem đi mà oteke haogo, jom apaseo aneumyeon mo oteke jom yegyehe juseyo. 병원 시설은 아주 깨끗하게 좋았고요. 그 다음에 의사 선생님도 친절하고 안 아프게 또잘 해줘서 무사히 치료를 마쳤습니다. Bác cảm thấy rất là hài lòng khi đến phòng khám ở đây. Bác sĩ thì khám rất là nhẹ nhàng, không có cảm giác là sợ hãi hoặc là đau nhức gì.여기 좀 와서 뭐 의사 선생님이 뭐 어떻게 하고, 그다음에 그 치료 동안에 해서 그 연락이 자주 해줘요 아니면 어떻게 해요? 이빨 치료 기간에 뭐 충분하게 서로 그 연락을 해서 일정에 맞춰서 와서 치료했고요. 그 다음에 의사 선생님이 너무 친절한 점이 너무 좋았습니다. Khi mà trong cái thời gian điều trị chữa trị ở đây thì bác sĩ rất chi là thân thiện, và đội ngũ tư vấn ấy họ cũng gọi điện hỏi hỏi thăm thường xuyên. 저기 처음에 만약에 10점 하면 이사님이 여기 몇 점에 줘요? 의외로 베트남 치과가 실력이 안 좋은 걸로 이렇게 인식을 하고 있었는데 여기 와서 굉장히 만족하고요. 한뭐 10점 정도? Bình thường ấy thì là theo bác suy nghĩ ở Việt Nam ấy, phòng khám nha khoa thì cũng không được tốt đâu. Thế nhưng mà khi mà đặt chân đến đây thì cảm thấy rất là hài lòng và cũng có thể chấm cho 10 điểm đấy ạ. Hàn Quốc, Hàn Quốc, 그다음에 여기 베트남, 홍콩에 좀 비교해서 부품에 뭐 어떻게 좀 똑같아요? 아니면 뭐 어떻게 좀 얘기해 주세요. 이빨 치료를 받아서 현재는 지금 아주 양호한 상태고, 그 다음에 상황을 지켜봐야 되겠지만은 지금까지는 굉장히 만족하고 있는 상태고, 한국하고 똑같은 것 같아요. 빠게 thì là đã đi khám răng và làm răng rất là nhiều rồi, kể cả ở bên Hàn Quốc và Việt Nam. Nói chung là mọi thứ thì so với ở đây và ở bên Hàn Quốc thì nó cũng gần như là giống nhau. 저기 사람의 여기 얘기하고 그다음에 의사 선생님의 뭐 말로 있어요? 뭐 하고 싶어 얘기해? 특별한 점은 없고, 어쨌든 간에 여기 박린에 있는, 박장에 있는 그 치과 자체가 뭐 계속 좀 친절하고 이런 식으로 치료해 주시면 아주 손님이 굉장히 많을 것 같아요. 좋았던 것 같습니다. Bác bảo là cũng không có gì đặc biệt, bởi vì là có mọi thứ thì đều tốt đẹp hết cả rồi. Chỉ mong là nha khoa Hùng Cường
phát triển hơn nữa, bởi vì là đội ngũ với lại những khách hàng ấy Hàn Quốc sống đang sống ở Bắc Ninh rất là nhiều, và họ cũng có thể là tìm đến nha khoa ngày càng nhiều.